Xin chào tất cả các bạn. Mình đến từ web đầu tư là gì.com. Rất là nhiều người có hỏi mình về cái mã cổ phiếu đó là GVR có đầu tư được trong thời điểm này hay không. Thì nay mình sẽ có câu trả lời để cho các bạn rõ nhé. Thì các bạn đã thấy là cổ phiếu GVR vừa rồi thì cũng tăng khá là mạnh. Đó, các bạn nhìn biểu đồ đây. Biểu đồ của GVR. Đó, mấy phiên hôm trước cổ phiếu tăng rất là mạnh. Mình kéo to màn hình lên cho các bạn nhìn cho nó rõ nhé. Các bạn nhìn này. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, nếu như mà chúng ta muốn đầu tư vào mã cổ phiếu GVR này thì các bạn chỉ lên đánh ngắn thôi các bạn nhé. Trên biểu đồ ngày thì GVR vừa break qua cái mức đỉnh cũ, break qua đỉnh cũ và có xu hướng là tiếp tục đi lên. Nên là nếu như mà đầu tư giai đoạn này thì các bạn có thể đầu tư, nhưng mà chúng ta nhớ là chỉ đánh ngắn thôi. Đó, xu hướng trung hạn thì cổ phiếu này cũng đang tiếp tục đi lên. Thì nếu mà các bạn đầu tư trong giai đoạn này thì chúng ta chỉ kỳ vọng ở cái mức chốt lời dưới 50 các bạn nhé. Tốt nhất là cứ tầm khoảng 46, 48 là các bạn đã chốt lời rồi. Đấy. Và quan trọng là nếu mà các bạn đầu tư vào thời điểm này, tức là vào cái điểm vào của nó đã khá là xa rồi ấy, thì chúng ta chỉ nên đánh ngắn T3, T5 hoặc là có cái TP đạt kỳ vọng là chúng ta sẽ thoát hàng luôn, để tránh trường hợp mà cổ phiếu đi xuống hoặc là thị trường đảo chiều ấy thì chúng ta sẽ bị lỗ. Hơn nữa thì khi mà vào lệnh ý, thì bao giờ các bạn cũng nhớ cái mức giá cắt lỗ nhé. Thì bao giờ cũng sẽ đặt cái mức giá cắt lỗ để nếu như mà cổ phiếu không đi lên như kỳ vọng thì sẽ cắt lỗ luôn. Tránh trường hợp là để cái mức lỗ quá sâu và dẫn đến là chúng ta sẽ bị gọi là bị giữa hàng luôn ấy. Thì giá cắt lỗ ấy, thì sẽ tùy thuộc vào cái khả năng chịu đựng của các bạn. Thông thường thì mọi người hay đặt cắt lỗ với cái sát cái đáy cũ của nó là giá tầm 34. Nhưng nếu như mà các bạn là thấy cái khoảng 34 nó quá xa so với cái khả năng chịu đựng của các bạn thì các bạn nâng cái mức cắt lỗ lên nhé. Hoặc là các bạn có thể là giảm khối lượng đầu tư đi. Vì thời điểm này, giai đoạn này thì thị trường nó cũng không còn ngon như trước ấy. Thị trường rồi giai đoạn này thì thị trường khá là khó đánh ấy. Các cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì thời điểm này là họ đã ra ngoài và họ đã đứng nhìn rồi, chứ họ không tham gia. Còn nếu chúng ta mà vẫn muốn giao dịch thì chỉ lên đánh khối lượng nhỏ và nhớ có một cái mức gọi là giá cắt lỗ phù hợp để chúng ta không bị âm quá nhiều nếu thị trường đảo chiều. Đó thì với thời điểm này thì theo như nhận định của mình thì vừa mới rồi có thể đầu tư được thôi. Còn có một số mã cổ phiếu có thể đầu tư thời điểm này tốt hơn, như các bạn có thể để ý như là có mã của DTD hoặc là mã cổ phiếu D2D. Đây mình sẽ mở luôn trên biểu đồ cho các bạn xem nhé. D2D này. Đó, biểu đồ của D2D thì thời điểm này là cũng là tương đối đấy, thì các bạn có thể cân nhắc chờ cái ngày giao dịch tiếp theo. Nếu như giá tiếp tục break lên, giá tăng thì chúng ta có thể vào lệnh thăm dò. Thì với D2D này thì mình thấy là xu hướng tuần vẫn đang có xu hướng là đi lên ấy. Thế là nếu như mà các bạn đầu tư D2D thì các bạn có thể giữ được trung hạn từ 3 cho đến 9 tháng. Đó. Còn với GVR thì thời điểm này thì chỉ đánh ngắn hạn thôi, thì đủ TP là các bạn lên giao luôn. Đó. Thì trên đây là nhận định của mình về cổ phiếu GVR. Nếu các bạn mà muốn mình nhận định những cái mã cổ phiếu nào ấy thì các bạn nhớ là comment dưới video, hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0966 192 366 thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.